thứ hai và thứ ba nữa. Chúng tôi muốn khẳng định với tài khoản 746 là chỉ duy nhất kêu gọi cho kêu gọi quỹ từ thiện của miền Trung, và không có bất cứ một tài khoản nào kêu gọi từ miền Trung cả. Và trên internet có lan truyền một cái tin nhắn là gửi tiền của số tài khoản 2812 mà không biết là gửi cho hình thức theo kiểu là gửi cho miền Trung hay là gửi cho đâu cả. Thì như vậy thì chúng tôi cùng có in sao kê cái chúng tôi có in sao kê với số tài khoản 2812 từ ngày 10/10 trước khi chúng tôi thu tiền, và sau khi thực hiện 6 tháng thì chúng tôi khẳng định rằng là không có bất cứ một giao dịch hay là bất cứ một cái số tiền nào ủng hộ cho chúng tôi vào số tài khoản này, vì số tài khoản này là số tài khoản visa cho vợ của chúng tôi và cho tiền để đi mua đi chờ thôi. Thì ở đây là chúng tôi đã sao kê số tài khoản 812 vào ngày 10/10 đến ngày 10/4, thì ở đây là không là tất cả những cái này là giao dịch là từ mọi người gửi vào đây hết. Đó. Hiện tại trong tịch 6 tháng, và số tiền còn lại, và cái biên bản này, cái giấy sao kê này chúng tôi cũng sẽ up lên trên tất cả Facebook và tất cả sao kê của chúng tôi ở đây. Chúng tôi sau đây chúng tôi sẽ up lên cho mọi người. Đây đây. Em phát triển về nhà chúng em.